Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình là Thắm Trần. Chúc các bạn một buổi tối thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một bài nhảy dân vũ Ước Mơ Xanh Dân Tuổi Trẻ Quê Hương. Các bạn yêu thích những điều nhảy của mình, đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để kết nối với những bài tập mới nhất vào mỗi kênh cho mình nhé. Và bây giờ mời các bạn chú ý cùng mình vào bài tập. Và bây giờ chúng mình sẽ vào câu nhạc dạo thứ nhất. Hai tay các bạn chống hông và các bạn đứng chân nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn sẽ nhún hết câu nhạc đầu tiên nhé. Và bây giờ chúng mình sẽ vào câu nhạc thứ hai. Các bạn bước chân phải sang phải. 1, 2 đưa về, đổi bên. 3, 4 đưa về. 5, 6, 7, 8. Và bây giờ các bạn sẽ mở tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn chống hông tiếp nhé. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ các bạn sẽ mở tay chữ V ở trên cao. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn đưa tay về. Và bây giờ chúng mình sẽ vào tổ chính của bài, tổ hợp thứ nhất. Các bạn bước chân phải lên trước và hai tay các bạn gập sang phải. 1, 2 đưa về. Bây giờ các bạn đổi bên nhé. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bước chân phải lên trước và hai tay mở ngang. 2, 2, 3, 4 đưa chân về và các bạn đổi bên. 5, 6, 7, 8 đưa chân về. Và giờ tay trái chống hông, tay phải và chân phải các bạn đưa sang phải nhé. 3, 2, đổi bên. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn sẽ có 4 nhịp chân đi sang phải và tay phải các bạn sẽ mở từ trên cao xuống. 4, 2, 3, 4. Các bạn đổi tay và đi sang trái. 5, 6, 7, 8. Tổ hợp này sẽ được lặp lại 2 lần các bạn nhé. Và mình sẽ đi lại lần thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ sẽ là tổ hợp thứ hai. Các bạn bước chân phải lên trước, chéo sang bên trái nhé. Và hai tay các bạn sẽ mở từ trên xuống. 1, 2, 3, 4, đổi bên nào. 5, 6, 7, 8. Và bây giờ các bạn sẽ mở dưới. 2, hai tay úp vào. 2, mở ra. 3, 4, đổi bên. 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4. Và tổ hợp này cũng được lặp lại 2 lần các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4. Và bây giờ chúng mình sẽ sang tổ thứ 3. Các bạn sẽ đi sang phải 4 nhịp chân nhé. Tay các bạn sẽ đánh theo chân. 1, 2, 3, 4 mỗi tay, đổi bên. 5, 6,
7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Bây giờ chúng mình sẽ vào câu nhạc giảm thứ nhất. 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn sẽ nhún chân hết câu nhạc giảm thứ nhất nhé. Và bây giờ sẽ là câu nhạc giảm thứ hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 mở tay. 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 mở tay lên cao chữ V nhé. 4 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn vòng tay đưa về. Và bây giờ sẽ là tổ hợp chính, tổ hợp thứ nhất của bài. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 đưa chân về tay giữ nguyên. 5 6 7 8 đưa chân về. 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp này sẽ lặp lại 2 lần, mình sẽ đi lại lần thứ 2 nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Và bây giờ sẽ là tổ hợp thứ hai của bài. 1 2 3 4 đổi bên. 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. Tổ hợp này cũng được lặp lại 2 lần nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4. Và tổ hợp thứ 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bài tập của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.